Được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại chuyên dụng trong ngành tóc, Huỳnh Tùng Salon tại địa chỉ 106 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5 là một trong các trung tâm chăm sóc tóc hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh. Huỳnh Tùng Salon có nhiều dịch vụ chăm sóc tóc và tạo kiểu tóc cho bạn lựa chọn, bao gồm cắt, sấy, gội, duỗi, nhuộm, uốn, nối, highlight thời trang, hấp dầu, phục hồi tóc. Huỳnh Tùng Salon chỉ sử dụng các loại mỹ phẩm quốc tế, đặc biệt là dòng sản phẩm chăm sóc tóc cao cấp, giúp phục hồi tóc hư tổn, trả lại vẻ đẹp tự nhiên bóng khỏe cho mái tóc của bạn. Nắm bắt kịp thời các xu hướng mới nhất theo mùa, Huỳnh Tùng Salon liên tục cập nhật nhiều kiểu tóc đẹp của các ngôi sao điện ảnh Việt Nam và thế giới, đa dạng hóa catalog các mẫu tóc, thịnh hành đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ về tóc ngày càng cao của quý khách hàng. Tại Huỳnh Tùng Salon, bạn sẽ được tư vấn kiểu tóc phù hợp nhất, đồng thời hướng dẫn bạn lựa chọn sử dụng các dịch vụ chăm sóc tóc sao cho thích hợp nhất với gương mặt, độ khỏe của sợi tóc cùng tố chất tóc, giảm thiểu các ảnh hưởng không tốt đến mái tóc bạn trong quá trình làm đẹp. Các quá trình trị liệu cho tóc được thực hiện kỹ lưỡng và chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất, đảm bảo cho bạn có được một mái tóc khỏe, giảm nhờn, sạch gầu, bóng mượt. Đến với Huỳnh Tùng Salon, bạn tự do uốn cong, duỗi thẳng hay thay đổi màu tóc của chính mình với những gam màu mới, yêu cầu thợ tạo cho mình phong cách tóc thật ấn tượng. Và đặc biệt, tại Huỳnh Tùng Salon, bạn sẽ hoàn toàn yên tâm với việc uốn setting, duỗi, nhuộm và nối tóc cho bạn một mái tóc thật ưng ý mà không sợ làm tóc bị hư tổn. Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm trong làng thời trang tóc, thái độ phục vụ nhiệt tình vui vẻ cộng với tâm huyết làm đẹp cho khách hàng, Huỳnh Tùng Salon luôn mang đến cho bạn sự hài lòng nhất.